Livestream, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với livestream của Support Hùng. Và hãy có những người xem đầu tiên xuất hiện để Hùng có thể chào tất cả mọi người nào. Và xin chào tất cả những ai đang theo dõi lại cái livestream này. Tại cái livestream này thì Hùng sẽ công bố một cái chương trình khuyến mãi siêu khủng cho anh em cầu lông Long Thủ. Những mẫu giày cầu lông Liên Minh, những mẫu mã mới nhất, chất lượng nhất, đẹp nhất và với giá cả hợp lý nhất sẽ được gửi và giới thiệu đến tất cả mọi người trong cái livestream này. Vì vậy mọi người hãy nhanh chóng vào xem livestream Hùng để có thể có cơ hội để sở hữu những mẫu giày Liên Minh chính hãng, chất lượng, mẫu mã mới nhất, đẹp nhất mọi người. Và nếu mọi người có nhu cầu mua giày thì hãy ngay lập tức vào xem cái livestream này. Hoặc nếu mọi người vẫn chưa có nhu cầu mua giày hoặc là giày của mọi người chưa hỏng thì mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ cái livestream này đến những người bạn của các bạn để họ có thể có cơ hội để sở hữu những mẫu giày Liên Minh chính hãng, chất lượng nhất, hoặc là các bạn có thể tag những người bạn của mọi người vào để họ biết được cái chương trình siêu khuyến mãi và có giới hạn này. Đây là lần đầu tiên mà chương trình siêu khuyến mãi này nó có giới hạn, bởi vì là số lượng hàng hóa rất là ít và thời gian khuyến mãi chỉ có một tuần thôi. Trong một tuần này mọi người hãy tranh thủ cơ hội này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Em chào anh Cường Su nha. Bây giờ thì Hùng mới có thể chào mọi người. Nếu mà ai vừa rồi chào Hùng trước rồi thì có thể chào lại để Hùng có thể tương tác mọi người được hay không. Trên 50 người thì Hùng sẽ bắt đầu giới thiệu đến mọi người những mẫu giày tuyệt vời nhất ngày hôm nay nha. Ok, giày full bóc nha. Bóc vẫn còn rất là mới và còn nguyên vẹn luôn. Mẫu giày đầu tiên đó là mẫu giày AIZP011. Tên của đôi giày này chính là Sonic Boom, một đôi giày mới ra vào năm 2018, ra cách đây chưa đến một năm. Đây là một mẫu cực kỳ mới và đây là một mẫu giày thuộc tầm cao của hãng Liên Minh. Đây là một mẫu giày thuộc dòng cao cấp của hãng Liên Minh, hay còn gọi là một cái mẫu giày dành cho các vận động viên chuyên nghiệp đeo nha mọi người. Đây là dòng đế hoàn toàn mới và Hùng thậm chí còn chưa có cơ hội để trải nghiệm cái dòng đế này. Hùng cứ nhặt ra có đôi nào thì Hùng sẽ giới thiệu đôi đấy nha. Đôi này giá gốc của nó rơi vào 599 tệ hay là 699 tệ, cũng không nhớ rõ lắm. Đây là cái này là phiên bản, đây là hàng chính ngạch nên là nó sẽ không có tiền tệ mà nó sẽ có tiền Việt. Tiền Việt thì bình thường các shop đang bán sale là 1,5 triệu mọi người ạ. Các shop bán sale là 1,5 triệu, giá gốc của nó không nhầm thì nó rơi vào khoảng hơn 2 triệu nha mọi người. Giá gốc của nó hơn 2 triệu. Đây là một đôi giày rất đẹp, công nghệ đế hoàn toàn mới. Mọi người có thể nhìn thấy ạ, đế rất là dày và nó làm rất là bám nền các vạch ngang vạch dọc này, các đường ngang đường dọc này, khiến cho đôi giày nó sẽ bám nền hơn. Đây là công nghệ non minh kinh, đế cao su chống mài mòn cao. Hello, xin lỗi tất cả mọi người, chẳng biết vì sao có sự cố gì nhưng tự nhiên đang live stream thì tự nhiên wifi mất mạng luôn. Liệu có chuyện nó đen như thế không mọi người? Mất mạng luôn. Hello tất cả mọi người, hôm vừa mới khởi động mạng 3G nhưng không biết là nó có nét hay không. Xem đi, LTE chắc là rất ok. Hello mọi người, chúng ta cùng trở lại với live stream của Hùng nha. Xin lỗi tất cả mọi người, có vẻ hôm nay Hùng quá đen. Thứ nhất, buổi sáng hôm nay rõ ràng là người ta hứa ra ngày một buổi sáng, nhưng đến tầm 12:05 họ mới bắt đầu chở ô tô đến. Hùng phải khuân sờn mờ lờ luôn, sấp mặt luôn. Quần hàng sắp mặt luôn, mồ hôi một cái nhễ nhại lên live stream luôn cho mọi người. Tại vì hứa mọi người 12 giờ nhưng mà 12 rưỡi mới live stream. Ok, xin chào fan cứng Hiệp nha. Thì đôi giày này giá gốc của nó tiền tệ thì như là 699 tệ, nó rơi vào khoảng 2,4 triệu đó mọi người. Hay là 599 tệ là nó rơi vào khoảng 2,1 triệu, cũng không nhớ rõ lắm. Giá gốc của nó là đôi này là hơn 2 triệu. Thì bên các cửa hàng store thì họ vẫn bán là 1,490,000. Đấy là giá sale đấy. Bình thường đôi này ngày xưa Hùng đặt cách đây khoảng một vài tháng, Hùng đặt order cho khách. Đôi giày này toàn 1,650,000, 1,7 triệu hết. Nhưng mà đôi này đang khuyến mãi rất là sâu. Nếu anh em nào thực sự quan tâm thì có thể nhắn tin cho Hùng nha. Đôi này có size 39,5, size 40, 41 và 42 nha. Mẫu giày này giá gốc là hơn 2 triệu. Thì bây giờ đang sale đôi này là hình như là hơn 50% đấy. Thì hiện tại Hùng vẫn chưa nắm được giá chính xác, thì nữa Hùng phải kiểm kê lại hàng nhập rồi các thứ. Thì Hùng sẽ báo giá anh em, nếu anh em nào thực sự quan tâm đôi này hơn 2 triệu sale có, hình như là có rơi khoảng 1,1 triệu thôi anh em ạ. Đó. Thì đây là dòng cao cấp, dòng cho vận động viên đi luôn nha mọi người. Đây là dòng cho vận động viên đi luôn nha. Anh em nào muốn trải nghiệm cái dòng giày cao cấp của hãng Liên Minh thì mọi người có thể trải nghiệm cái sản phẩm này, giá gốc là hơn 2 triệu và đang sale khoảng 1,1 triệu hay 1,050 gì đó thôi. Anh em hãy nhanh tay nhắn tin cho Hùng nha, bởi vì số lượng rất là hạn chế. Ngày trước Hùng order này toàn 1,6 triệu, 1,7 triệu hết mà khách phải chờ một tuần, phải chuyển khoản trước thì mới đặt đấy. Đấy thì đôi giày này, đây mọi người có thể quan sát. Đôi giày rất đẹp và Hùng giới thiệu đây một chút. Nay Hùng giới thiệu đế rồi đúng không? Đế của nó rất dày, rất bám nền, chống lật nhá. Có miếng cao su, miếng nhựa miếng carbon này để chống xoắn này. Cùng với đó là chất liệu của nó, đây nó làm cực kỳ thoáng khí luôn. Cái này là phản quang mọi người, khi ánh sáng chiếu vào nó sẽ phản quang bảy sắc cầu vồng, rất là đẹp. Và cái này nó cũng rất là mềm mại, da của nó rất mềm mại, đây là dòng cao cấp này. Đây nó còn thêm một lớp da ở ngoài này nữa, đây là lớp da gọi là lớp da sử dụng công nghệ ép nhiệt của Liên Minh, công nghệ tối tân nhất của Liên Minh ấy, nó không dùng chỉ may nhá. Ép nhiệt 100% đi đến lúc giày hỏng, giày mòn thủng nhưng nó vẫn còn nguyên, không bao giờ bị bong. Đấy, đây là dòng giày mới nhất của Liên Minh, nó là dòng Sonic Bomb. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái tên của nó này, Sonic Bomb, đây qua livestream mọi người không thể nhìn rõ được. 43. Ok, size 43 anh cứ nhắn cho em nhá. Có 43, nhắn cho em nhá. Để em kiểm tra, nếu có 43 thì em mới sẽ ấy. Bây giờ em chưa định hình được có những size nào. Giá thì mọi người inbox nha, inbox giá tí nữa Hùng sẽ check lại và Hùng sẽ báo cho mọi người. Nói chung là siêu hơn 50% là giày cao cấp cho các vận động viên. Nếu anh em nào muốn trải nghiệm giày cao cấp mà rẻ như kiểu cái hàng tầm trung thì liên hệ Hùng 41 có nha. Đó. Đấy, thì mẫu giày này mã là Liên Minh AITP015. Nó thuộc giày tầm cao. Đôi trước thì thuộc dòng cao cấp, còn đôi này thuộc dòng tầm cao.
thì chắc là 40, 41, 42. Đây, đây là mẫu giày của chúng ta. Chúng sẽ khép thử cái cửa cho xem nó bên trong giày nó không rõ. Ok, như này nhìn rõ hơn nhỉ. Cái mũi cửa sổ. Ok mọi người, đây đây là mẫu giày tầm cao của hãng Li-Ning, có nghĩa là sẽ có tầm cao và tầm cao cấp. Ok đây ạ. Đôi giày này là mẫu giày năm 2018, mẫu giày cuối năm 2018. Và nó sử dụng dòng đế công nghệ mới nhất của hãng Li-Ning ra mắt vào giữa năm 2017, đó là tháng 6 năm 2017. Thì với dòng đế này thì ông cũng đang đi đôi giày dòng đế này. Đặc điểm của dòng đế này nó là nó rất là êm, êm nhất trong các đôi giày dòng giày Li-Ning từng đi luôn. Cái tiếp theo đó nữa là nó chống lật, trọng tâm của đế thấp, chống lật cực kỳ an toàn cho chân. Nhưng mà cái này nó không có miếng carbon, mọi người có thể nhìn thấy. Thì cái kia nó dòng cao cấp hơn, nó mới có những cái như thế. Thì dòng đế này nó chống lật này, chống mài mòn cao, rất bám nền và đi rất là nhẹ, đặc điểm là đi rất là nhẹ. Đó. Và phần da trên thì nó sử dụng công nghệ, phía trong là một lớp giống như kiểu vải lưới, rất là mềm mại và dễ chịu. Phía bên ngoài nó sử dụng công nghệ ép nhiệt các cái hoa văn này, nhìn rất là độc đáo và rất là bắt mắt. Mọi người yên tâm là những cái này sẽ không bao giờ bị bong nhá. Nên là cái vấn đề mà mọi người nghĩ là ép nhiệt hay các thứ nó bong này nào, không bao giờ có. Ok không ạ? Không bao giờ có. Đôi giày này đây, chất liệu da vải của nó rất là mềm mại, nên là khi mà chúng ta đeo vào chân thì nó cảm giác rất là dễ chịu. Và dòng giày này nó cũng rất là ôm chân. Đây phía đằng sau gót, cái miếng nhựa cố định của nó rất là chắc chắn. Đó. Nhưng mà dù sao thì đôi giày này nó so đôi giày trước thì nó vẫn kém phần hơn một chút. Đôi giày này giá gốc là 1.750.000. Giá gốc 1.750.000. Thì đôi này cũng đang được sale dưới 1 triệu nha mọi người. Đôi này đang được sale dưới 1 triệu, 1.750.000 được sale dưới 1 triệu. Đây là mẫu giày mới nha mọi người. Nên là về keo kiết thì anh em hoàn toàn yên tâm là không bao giờ bị bong. Đó. Và Hùng chắc chắn Hùng hứa với tất cả mọi người luôn là Hùng sẽ kiểm tra hàng thực sự kỹ trước khi hàng gửi hàng đi cho mọi người để mọi người hoàn toàn yên tâm. Hùng là một người rất là kỹ tính, và nếu mà hàng chất lượng kém mà không đáp ứng thì Hùng không bao giờ gửi cho khách. Đấy là lương tâm của người bán. Ok mọi người hoàn toàn yên tâm và đặt niềm tin vào Hùng nhé. Anh em nào mua hàng bên Hùng của Hùng rồi thì khỏi phải nói rồi, các em nào chưa mua thì cứ tự tin mua, cần gì thì Hùng sẽ giải đáp và tư vấn. Ok em chào anh Hoàng Hải nhá, chào mừng anh đến với live stream của em. Anh Hoàng Hải cũng là một khách hàng của Hùng đấy. Nói chung là bây giờ cho Hùng hỏi một câu khảo sát nhá. Trong số anh em đang theo dõi livestream của Hùng, có bao nhiêu người đã từng mua hàng của Hùng và hài lòng về sản phẩm comment tôi hoặc là comment 1 đúng không ạ? Trong số các bạn đang theo dõi livestream này của Hùng thì có ai đã từng mua hàng của Hùng và hài lòng về sản phẩm comment 1 hoặc comment tôi? Anh em nào mua hàng mà không hài lòng thì cũng comment xuống dưới, có vấn đề gì comment xuống dưới. Hùng hoàn toàn tự tin trong quá trình bán hàng trước kia cũng như là các sản phẩm mà Hùng sẽ giới thiệu cho anh em bây giờ và tương lai. Ok, cảm ơn Duy Chính, Bếp Minh Tân, cảm ơn anh Trinh Trường, cảm ơn anh Trung Vũ Việt. Ok, rất là tuyệt vời, toàn khách hàng thân của Hùng thôi. Cảm ơn anh Phạm Hiệp nhá. Đấy, Hùng tự tin như thế để chứng minh rằng mình làm ăn rất là tử tế và mình làm ăn rất là chính trực, những sản phẩm chất lượng. Không có tiền mua, chuẩn bị tiền mua đi thôi anh ơi. Xem nhiều livestream của em kiểu gì cũng phải cầy tiền mua, yên tâm. Ok, đây giày này giảm giá dưới 1 triệu nha, giá chính xác thì Hùng sẽ báo mọi người sau. Mọi người yêu thích mẫu giày nào mọi người cứ nhắn tin Hùng. Ok, với mọi người cứ comment 1 đi, cứ comment 1 đi. Ok, đôi này thì anh đây là màu đẹp nhất, nên là anh chỉ nhặt màu này thôi. Đây là màu đẹp nhất. Đây, mặt trong đây, đen này, các cái họa tiết nó làm rất là đẹp này, lưới này. Cũng không phải lưới, đây là lớp công nghệ ép nhiệt nhựa, các miếng nhựa này. Đấy, rất là mềm mại, cái này đi rất là sướng. Size như là 40, 41, 42 mọi người ạ, không biết là có 43 không. Dòng đế này Hùng đang đi luôn này, đôi giày của Hùng. Đây, đôi giày của Hùng đây, cầy chân bê tông đây. Này, đi rất là sướng, đi nhẹ em, đi rất là phê luôn. Cực kỳ đẹp, lên chân cực kỳ đẹp, nhưng mà Hùng đi nó hơi bẩn. Tại vì bình thường Hùng cứ đi xong rồi Hùng đánh cầu xong Hùng lại ra sân chạy lên là cát và đất. Ở ngoài sân bóng ấy, nó dính vào, nó nhìn nó hơi nhem nhuốc, hơi bẩn. Đó thì mẫu giày thứ hai nha. Có size 41 nha mọi người cần mua giày, hoặc là mọi người mà có bạn bè gì cần mua giày thì mọi người hãy giúp Hùng giới thiệu nhá. Cái thứ nhất đó là mọi người giúp đỡ Hùng, cái thứ hai đó là mọi người giúp đỡ bạn của mình được mua những sản phẩm chất lượng với mức giá rẻ nhất ạ. Đây là cơ hội gần như một năm chỉ có 1 đến 2 lần thôi ạ. Sale rất là sâu và toàn mẫu mới 2018 hết. Đó. Thì đấy là hai mẫu giày rất là tuyệt vời. Chúng ta tiếp đến mẫu giày tiếp theo nào. Hùng bốc được đôi nào rồi sẽ giới thiệu anh em đôi đấy nha. Ok, xin giới thiệu mọi người tiếp một mẫu giày tiếp theo. Một mẫu giày rất là đơn giản và nhã nhặn. Nhìn rất là đơn giản. Và mẫu giày này thuộc mẫu giày tầm trung của hãng Li-Ning, giá gốc của nó hình như là giá Trung Quốc thì nó là 399 tệ, thì nó rơi vào khoảng 1.4 triệu nha mọi người. Và nó là một mẫu giày tầm trung, nhưng mà hãng lại rất có ưu ái cho mẫu giày này, và nó lại được áp dụng dòng đế mà Hùng vừa mới giới thiệu ở đôi giày tầm cao trước. Về chất liệu các thứ thì nhìn nó sẽ không sang bằng, có nghĩa nó sẽ không cầu kỳ bằng đôi tầm cao kia. Nhưng mà về da thì anh em hoàn toàn yên tâm là không bị bất cứ vấn đề gì ra. Đây là mẫu mới này, mọi người nhìn thấy đường keo rất là đẹp. Đấy thì dòng đế vẫn là dòng đế đấy nhá, đi rất là nhẹ, êm, chống lật và giảm chấn cực kỳ tốt, rất là bám nền. Còn về phần da này, mọi người có thể cùng tìm hiểu. Ok, đây là da của đôi giày, nó cũng khá là mềm đúng không ạ? Và da này mọi người yên tâm là vì không bao giờ bị lổ da nhá, lổ da đến đôi mới này anh em
không bao giờ bị nổ ra nhé. Anh em sử dụng giày cầu lông nhớ là giữ cho đôi giày nó khô thoáng mà không bị ẩm nhé. Keo của giày cầu lông khi mà gặp nước, gặp ẩm nhiều thì nó sẽ bị tác động rất là nhanh chóng và nhanh chóng hỏng giày. Thế nên anh em đi giày phải giữ nhé. Anh em nào mà đi giày mồ hôi chân ra nhiều ấy thì nên nhớ cho Hùng đó là, một là anh em khi đánh cầu xong, anh em nếu mà về nhà không có máy sấy thì ít nhất anh em rút cái lót giày ra cho Hùng để cho đôi giày nó thoáng và nới cái dây ra, để cho đôi giày nó thoáng thì nó sẽ bền lâu hơn. Ok không ạ? Của bền là tại người mà, là thói quen của chúng ta. Đấy thì chất liệu da rất là ngon. Và nó kết hợp các lớp lưới. Đấy, lưới. Thì nó sẽ giúp cho đôi giày thông thoáng hơn. Ở đây nó có các đục cái lỗ thông hơi. Thì nên là đôi giày nó cũng sẽ không bị bí. Cái đôi này tầm trung giá gốc là 1.4 triệu. Nếu không nhầm thì nó sale chỉ khoảng hơn 600 nghìn thôi anh em ạ. Nếu mà anh em nào muốn đôi giày với đầy đủ các công nghệ, nó là chống lật, êm, nhẹ, giảm chấn và bám nền, thì anh em đây là một lựa chọn tuyệt vời. Nếu anh em nào không có nhiều tiền, chi phí không cao. Đây 1.4 triệu giảm còn hình như hơn 600 hoặc là đầu 700 thôi, hơn 600 thì phải. Tí nữa mọi người quan tâm thì mọi người cứ inbox cho Hùng nhé. Mọi người quan tâm thì mọi người inbox cho Hùng, vì đây là chương trình siêu khuyến mãi và Hùng không muốn để, thực ra Hùng cũng không muốn để lộ giá ra ngoài đâu, nói thật đấy, không muốn để lộ giá ra ngoài đâu. Ưu tiên cho anh em nào hay theo dõi fanpage của Hùng và xem các livestream của Hùng. Anh Khoảng Lặng ơi, anh muốn mua anh, à, em cảm ơn anh Khoảng Lặng đã giúp em chia sẻ đến mọi người nhá. Anh muốn mua inbox cho em nhá. Đôi 39 à, 39 có mẫu đấy ạ. Tí em xem là có đôi nào có 39 thì em sẽ gửi anh nhá. Lightning Nam thì nó gần như không có size 39 bao giờ, mà Lightning Nam size bé nhất của nó là 39,5. Nó sẽ bằng size 39 của hãng khác, chiều dài của nó là 24,5 cm. Và nếu chân của anh nó dài vào khoảng từ 24 đến 24,2 thì anh sẽ đi vừa nhất, bởi vì anh phải bỏ thừa ra từ 3 đến 5 mm để có thể đeo tất vào nữa. Đó là lưu ý về chọn giày. Ok, mọi người có thể ngắm đôi giày này kỹ hơn. Mình sẽ xoay quanh cho mọi người đây, một đôi giày form lên rất đẹp, một màu sắc rất là nhã nhặn. Đấy, đen vàng. Anh em nào mà cày sân bê tông hay là anh em nào mà không có nhiều chi phí thì đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời cho anh em. 097. Tiếp theo Hùng tìm mẫu giày khác là 043. Ok, tiếp theo thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người một mẫu giày mới nữa. Lại còn một dòng công nghệ đế mới này nữa và Hùng còn chưa được trải nghiệm nó bao giờ. Mã giày là Lining AITN043. Mọi người nhớ mã giày ở lúc hỏi Hùng hoặc là gửi ảnh các thứ cho Hùng nó dễ nha, bởi vì đây là mẫu mới. Ok, đôi giày này là đôi giày thuộc dòng Protector, hiểu là dòng giày bảo vệ. AITN043, thuộc giày tầm trung, giá gốc cũng là 1.4 triệu. Ok, chúng ta có thể nhìn thấy đây, đôi giày với một cái thiết kế Hùng thấy nhìn rất là bắt mắt, nhìn thấy nó rất là đơn giản giản dị nhưng mà rất là đẹp. Mọi người có thấy không ạ? Đây, một màu đen này, phía sau gót mọi người có thể chú ý hai bên gót này, họ kết hợp miếng này gần giống như miếng nhựa, gần giống như miếng da bóng. Đây là da bóng và có các hoa tiết giống như cầu vồng, khiến cho đôi giày rất là nổi bật. Khi mà ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ lóe sáng lên rất là đẹp. Đây, đây là phần gót này, nó làm hai miếng da bóng nó bọc ở gót này, nhìn rất là sang. Đấy, nhìn màu đen thì nó, đôi này không thấy thực sự đẹp. Bên trong này nó làm màu nâu, nó làm không màu trắng thì nó cũng khiến cho đôi giày nhìn nó sang hơn, đúng không ạ? Đây, và lớp lưới ạ. Lớp lưới này sẽ khiến cho chúng ta đi cảm giác nó rất là dễ chịu và nó rất là thoáng khí. Còn về da thì anh em mình khỏi nghĩ nhá, không bao giờ bị bong, da của nó rất là ngon. Cái da này có thể lau nha anh em. Da này có thể lau được, lau sạch được. Cùng với đó là lớp bên cạnh này, nó làm lớp lưới, công nghệ lưới này rất chắc chắn, lưới dệt này. Lưới dệt nó cảm giác nó giống như sợi cước ấy mọi người ạ. Cực kỳ chắc chắn. Sờ rất là sướng. Còn dòng đế này. Ok, dòng đế này sử dụng hai công nghệ chính, đó là công nghệ cao su chống mài mòn cao. Đây là công nghệ non-manking và công nghệ thứ hai đó là công nghệ multi-flex. Mọi người có thể nhìn thấy, công nghệ multi-flex chính là công nghệ chống lật. Chống lật nha mọi người. Thì mọi người sẽ nhìn thấy phần rìa này của đôi giày nó sẽ bè ra một chút để giữ cho cái đôi giày nó cố định, và khi chúng ta di chuyển mà chúng ta bị không may bị xô chân thì cái khả năng lật chân nó sẽ hạn chế một mức tối đa. Thì đôi giày này giá gốc cũng 1.4 triệu, mà sale thì cũng chỉ khoảng cuối 600 đầu 700 thôi, Hùng không nhớ rõ, nhưng mà sale rất là sâu. Tất cả mẫu giày hôm nay Hùng giới thiệu với mọi người đều sale gần như là trên 50% hết mọi người, tầm khoảng 50%, quanh 50% hết. Mà toàn mẫu đây là cũng là mẫu của 2018 nha, toàn mẫu mới nha. Đấy, đế của nó khá là dày, mọi người có thể quan sát đế nó khá là dày. Đấy, thì anh em nào cày sân bê tông, vừa này cũng rất là tuyệt vời ạ. Đấy, có tầm khoảng đâu đó 700 mà lại có được một đôi giày ngon như này, nó không có cơ hội đến lần tiếp theo đâu. Màu đen nhá. Đôi này hình như là hết size 41, chỉ còn 40, 42 thôi mọi người. Thì cứ inbox cho Hùng nhá. Đâu nhà mình vứt hộp này. Đây rồi. Vứt hộp đây rồi. Mình sẽ cố gắng giới thiệu cho mọi người nhanh hơn nhá, để không làm mất thời gian của mọi người nhá. Ok, vậy là đã có 4 mẫu giày để giới thiệu. Rồi 2 thùng này, còn 6 thùng nữa. Mẫu này là mẫu trọng điểm trong ngày hôm nay. Hello mọi người, đây là mẫu giày trọng điểm trong ngày hôm nay mà Hùng giới thiệu đến mọi người. Và đây cũng chính là đôi giày mà Hùng đang đi. Một mẫu giày Hùng cảm thấy nó rất là tuyệt vời ạ. Mẫu giày có mã là Nilin AITN035. Giá gốc là 1.750.000, nó là 499 tệ tiền Trung Quốc. Ok,
Đây chính là đôi giày mà Hùng đang đi. Nhưng mà màu của Hùng đang đi thì nó không có. Có màu đen này thôi, mọi người có thể so sánh. Đây, đây là đôi Hùng đang đi. Còn bây giờ đôi là Hùng chuẩn bị giới thiệu bán cho mọi người. Tùy mỗi người, Hùng thì Hùng thích màu xanh này hơn. Còn mọi người có thể thích trắng đen hơn. Nhiều người hỏi Hùng trắng đen hơn, Hùng không có, bây giờ có nhá. Đấy, thì đôi giày này sử dụng dòng đế thì Hùng đã giới thiệu với mọi người lúc nãy rồi. Dòng đế công nghệ cải tiến mới nhất, hiện đại nhất của hãng Li-Ning ra mắt vào năm 2017 và nó ITN035 nhá. ITN035. Đấy, thì đôi giày dòng đế này dùng cực kỳ ưng mà. Rất là bám nền, chống mài mòn tốt và nó êm, chống lật và nhẹ nữa mọi người ạ. Đi rất là sướng. Thì chất liệu da nó cũng sử dụng công nghệ ép nhiệt, mọi người có thể nhìn thấy nó ép nhiệt này. Những cái này này, những họa tiết nhìn nó rất là hay, nó ép nhiệt lên những cái tấm tấm như này nha, nhưng không bao giờ bị bong luôn. Công nghệ ép nhiệt của Li-Ning quá đỉnh luôn. Đấy, thì cái này thì nó gần giống như kiểu chất liệu lưới ấy. Đấy, thì nó sẽ rất là nhẹ, đằng sau này có miếng nhựa nha. Miếng nhựa nó may ở bên trong nha anh em nha. Nó giữ cái gót của chúng ta rất là yên tâm là sẽ chúng ta đi sẽ không bị đau gót đó. Cái kiểu dây của nó là dây, đây nó may kiểu này, những cái dòng ITN, ITM, dòng 1750 này thì nó toàn bây giờ nó toàn chơi dây kiểu này nhìn rất là hay. Đấy, mọi người có thể quan sát kỹ, Hùng sẽ xoay một vòng cho anh em xem. Cái đôi giày này là đôi giày Hùng đang đi, Hùng đi cực kỳ thích, đi rất là ôm chân, êm, nhẹ. Nói chung là không chê vào đâu được. Đó, đó là lựa chọn của Hùng. Còn anh em nếu mà anh em thích lựa chọn giống như Hùng thì đôi này cũng đang sale rất là rẻ. 1750 thì nó rơi vào khoảng gần 1 triệu, nó rơi vào khoảng 900 mấy đó. Thì anh em kết mẫu này liên hệ Hùng ngay nhá, bởi vì mẫu này rất là ít, chỉ có size 40, 41, 42 thôi, không có 42. Không có 43 anh em ạ. Đấy. Thì đôi này không phải giới thiệu nhiều nhé. Đôi là Hùng lựa chọn cho mà mọi người biết là nó phải tầm như nào thì Hùng thì nó mới thuyết phục được Hùng, đúng không ạ? 97. À đúng rồi, đôi giày vừa rồi Hùng giới thiệu nó còn có màu này nữa. Cũng là đôi ITN097, lúc nãy là màu vàng gì đó. 097 đó. Hai đôi này đều có size 39,5 nha mọi người. Đây, thì nó có hai màu sắc, đây là màu đen đế vàng, còn đây là màu bạc. Hùng đã giới thiệu nó ở đôi trước rồi, Hùng đã giới thiệu nó ở cái màu này rồi nên Hùng không giới thiệu lại nữa nha. Nó còn màu này nữa. Đó, màu bạc này. Khi mà ánh sáng chiếu vào nó sáng lên nhìn như kiểu bạc luôn á. Nhìn rất là sang và đẹp. Vẫn dòng đế đấy. Tầm tầm hơn 600-700 nghìn thôi. 1,4 triệu. Mà nó lại còn áp dụng dòng đế cao cấp, dòng đế của giày tầm cao nữa. Ok, mọi người cần size gì mà cười cứ nhắn cho Hùng nhé. Bây giờ còn chả biết là đôi nào có size gì cơ. Vì hàng rất là ít mà Hùng vừa mới nhập vơ mãi mới. Vơ một phát gần trăm đôi giày, bao tiền bỏ hết vào để nhập về cho anh em ấy. Thế nên là anh em hãy tranh thủ cơ hội này mà sắm giày đi. Đấy, thì xoay cho anh em xem một vòng nữa. Đây. Đấy, xoay rất là đẹp. Lỗ thông khí đây. Đấy. Đế đây, rất là ngon. Mọi người chờ còn nhiều mẫu lắm. Còn một tí mẫu, một mẫu nữa cao cấp. Cao cấp hơn mẫu trước thôi. À còn có này. Mình chả biết mình nhập không thôi. Mình nhập không. 097035. Ok, 097035 giới thiệu đến anh em rồi. 097 đấy, 097 035, 035, 097. Mấy hai thùng này toàn 097 và 035 thôi. Giờ là 011 Sonic Bomb. Giới thiệu rồi. PP015 giới thiệu rồi. Mọi người chờ một chút nhá. Mình đang sắp kho hàng như là đầy rồi, còn chả có chỗ mà để cơ. Sợ thật, nhìn phòng của mình toàn là giày không. PP011 là đôi nào ở đây, ở đây này nhá. Đây 035 này, 004 này, 097 có rồi. PP015 này. Ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến mọi người hai mẫu giày tiếp theo. Cũng là nam hay nữ đây, 39. Nhưng mẫu này cũng lấy size nữ. Ok, một đôi giày nữ màu trắng. Đôi giày nữ màu trắng nhìn rất là đơn giản và đẹp ạ. Giày nữ. Đấy thì đây, đây là dòng đế của nó. Đây cũng là một dòng đế hoàn toàn mới của Li-Ning. Với hai công nghệ chính đó là chống lật và non minking. Chống lật và non minking. Đây, đây là lớp bề mặt ngoài của đế. Cũng là non minking. Cao su chống mài mòn cao. Cái này thì nó rồi tầm trung mà, nên là nó không bao giờ có miếng carbon mọi người. Đấy thì tiếp theo là chất liệu da. Mọi người có thể nhìn thấy. Mình sẽ cố gắng zoom một chút. Đây về da của nó. Da của nó giống như có các đường kẻ ngang kẻ chéo giống như carbon đó mọi người. Mình giống như kiểu carbon đó. Đấy như này nó hơi chói tại vì cái màu sáng nên là nó khó, rất khó nhìn thấy. Biểu tượng Li-Ning thì cũng được. Cái này là nó không phải in nhiệt đâu, nó giống như kiểu nó ừ, cái này giống như kiểu in nhiệt. Có nghĩa nó sẽ không bong được đâu anh em ạ. Nó không bị cộm lên mà nó như kiểu nó liền vào đấy luôn ấy. Đây cái tiếp theo là cái lưới này. Cái lưới thông thoáng khí này. Đó. Thì đây cũng là một đôi giày tầm trung. Thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng cuối 600 đầu 700 thôi. Mình không nhớ rõ giá, đây là giày nữ nha anh em. Đây là giày nữ nha chị em. Đấy thì giày nữ rất là ít thì mình giới thiệu mẫu này. Có 1-2 mẫu thôi. Giày nữ thì còn có mẫu này nữa.
Ok, giày nữ thì còn mẫu này nữa, đó là mẫu Li-Ning AITM064. Thì đây là dòng đế cổ điển lâu đời của Li-Ning. Dòng đế này là dòng đế nó cực kỳ cổ điển của Li-Ning luôn. Từ xưa nay nó không bao giờ thay. Đây là một dòng đế chống mài mòn rất là tốt. Và cái thứ hai đó là cái dòng đế này cũng là dòng đế chống lật, mọi người có thể nhìn thấy. Nó hơi bè một chút đúng không ạ? Đây, đây là công nghệ chống lật, hơi bè một chút. Giá gốc của nó là 1.250.000, thì giảm giá còn 720 nha mọi người. Tất cả các sản phẩm bên Hùng thì đều được tặng kèm hai quần càn chống trơn và một móc khóa cổ lông kim loại tặng kèm cho khách. Còn về chất liệu da của đôi giày thì đây, cái phần trên này thì nó sử dụng đó là da bóng, có thể lau sạch được. Cái phần tiếp theo đó là phần lưới. Phần lưới thì nó có phần hai lớp, đó lưới bên trong. Thì chất liệu lưới này nó sẽ êm và rất dễ chịu cho chân và nó sẽ rất là thoáng khí. Cùng với đó họ sẽ ép nhiệt các hoa văn ở trên này rất là đẹp. Đây là một màu giày, mẫu giày nữ rất là đẹp. Đặc biệt giày nữ thì rất là ít khuyến mãi, và nếu chị em nào mà đang muốn sắm cho mình một đôi giày nữ thì mọi người có thể xem xét. 1.250.000 giảm còn 720 mọi người. Đó. Thì đôi này nó có thêm một màu nữa. Đôi này thì còn size 37, 38, 39 nha. Nó chỉ còn mỗi đôi, mỗi size còn khoảng 2 đôi thôi. Còn có thêm một màu nữa, màu cam. Màu cam thì chỉ còn duy nhất size 38, 37, 38, 38. Ok, với đôi AITM064 thì ngoài màu xanh vừa rồi nó còn màu cam này nha mọi người. Nó còn màu cam này. Thì ông nhận ra một điều đó hả? Chị em nào mà cái tầm trung trung tuổi ấy, tầm khoảng từ 30, 35 tuổi trở lên ấy, thì rất là hay lựa chọn màu cam. Nói thẳng ra là màu cam Hùng bán chạy hơn màu xanh. Màu cam này bây giờ chỉ còn size 30. Có cuốn cán không trơn không anh? Đúng rồi, có cuốn cán. Bên đây là cuốn cán chống trơn, chỉ có duy nhất loại cuốn cán chống trơn đặc trị mỗi tay đó thôi, không phân phối bất cứ loại nào khác. Đấy, giày nữ trắng inbox cho em nhé chị ơi, giảm giá 50% đó, số lượng rất hạn chế. Đôi này cũng 720 mọi người, màu cam còn duy nhất size 38 nhá, duy nhất size 38 nhá. Hôm nay Hùng phải lộ diện mà ngay hàng vừa mới bê lên tới phòng gái phải livestream vội cho mọi người, chứ để lâu cứ trâu hóa bùn, để lâu chưa kịp livestream sợ bán hết rồi. Cái này thì Hùng đang lên YouTube, mọi người có hỏi mua mầm mà, nhưng mà ưu tiên anh em Facebook trước. Ok, tiếp theo mẫu giày nam cũng là mẫu giày tầm trung và cũng là một mẫu giày tương đối nhã nhặn và đẹp, một mẫu giày dành cho anh em cày sân bê tông. Đây là mẫu giày tầm trung và dòng đế của nó có hai công nghệ là công nghệ non minh kinh và công nghệ chống lật. Công nghệ chống lật. Đôi này giá gốc của nó cũng là 1.4 triệu nha mọi người, 399 tệ. Thì đang sale cũng chỉ hơn 600 hay 700 thôi. Nói chung là sale toàn 600-700 thôi. Nên đừng mua giày 500 anh ạ, cố lên hơn 600-700 mà mua toàn đôi ngon, tự gì đi kiếm mấy đôi 500. 520 em cũng có một đôi nhưng mà màu nó không được đẹp. Một đôi cũng 1.4 triệu sale còn 520, nhưng mà màu nó là màu đỏ hầm, nó không được đẹp thì anh cố thêm mấy mẫu như em vừa giới thiệu lúc trước vào mẫu này này. Cũng chỉ hơn 600-700 nghìn thôi. 1.4 triệu sale còn hơn 600-700 nghìn. Đây ạ. Một đôi giày ok dòng đế này. Mọi người có thể nhìn thấy. Đây đây là cái công nghệ non minh kinh, mọi người nhìn thấy chữ này. Mọi người đang nhìn thấy. Ở cái này nó không ghi, nó không ghi chữ non minh kinh. Mà đây là công nghệ non minh kinh nhá. Ở đế lúc trước màu đỏ thì nó có ghi, à đây non minh kinh. Đấy. Còn cái miếng làm bè hơi bè một chút này. Đây nó có cái gờ này, đây chính là công nghệ chống lật. Nó sẽ hạn chế tối đa mọi người là cổ chân. Còn chất liệu da. Đây chất liệu da của nó đây mọi người, màu đen mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn không ạ? Đây chất liệu da của nó rất là xịn và da này hoàn toàn có thể lau sạch nha mọi người. Da này hoàn toàn có thể lau sạch. Đấy. Và đây là công nghệ lưới. Công nghệ lưới, vải lưới thì sẽ giúp cho đôi giày khô thoáng và giúp chúng ta cảm thấy nó rất là dễ chịu khi đeo vào chân. Đó, thì đây là giày nam mọi người. Đây anh em nào không thích lè lẹt, không thích màu sắc thì có thể lựa chọn một mẫu giày đế trắng, đen và biểu tượng màu đồng này rất là sang trọng. Các mẫu Hùng giới thiệu mọi người yên tâm, Hùng đã chọn lọc rất là kỹ trước khi nhập nhá. Nên là anh em yên tâm hoàn toàn về chất lượng. Quan trọng là anh em có thích hay không. Đã thích là nhích, nhích là nhích luôn. Chờ mấy hôm nữa là không còn hàng. Mấy hôm nữa còn nhưng sẽ không đủ size. Có thể sẽ mọi người sẽ không mua được đâu. Đấy. Mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người mẫu giày tiếp theo, mọi người chờ một xíu nhé. Còn mẫu nào giới thiệu đến anh em không? Đó là mẫu đấy, ITP 01 ITM 07. Không nhớ là còn một mẫu nữ nữa mà nhỉ. Mọi người chờ một xíu nhé. Còn một cái túi này mình chưa bóc ra. Nếu không nhầm thì đây sẽ là mẫu giày cuối cùng. À không, cũng là một số mẫu giày nữa. Cái đôi nữ hồng luôn nhỉ, mình có đặt mà. Đâu rồi ta, thiếu à? Mọi người chờ một chút nhé, Hùng sẽ giới thiệu các một số mẫu khác trước đi. Để cái mẫu nữ kia thì Hùng kiểm tra, Hùng giới thiệu cho mọi người sau, nhớ không có lại. Mà không lấy thôi. Ok, xin giới thiệu mọi người một mẫu giày tiếp theo. Mẫu giày mang mã là AITM081. Với hai màu sắc kết hợp giữa cam và đen. Nhìn nó kiểu cảm giác nào
khó diễn tả, nhìn nó cứ huyền bí ở gì ấy, đây này. Đấy thì đôi này là đôi giày tầm cao của hãng Li-Ning, giá gốc là 1.750.000 499 tệ nha mọi người. Ok, mọi người cần gì hỏi đôi nào, mọi người chụp ảnh màn hình, mọi người nhắn tin cho Hùng thì Hùng sẽ hỗ trợ mọi người một cách nhanh nhất. Chứ mọi người cứ bình luận xuống, Hùng không tìm tin nhắn mọi người trả lời được đâu, bởi vì tin nhắn Hùng phải trả lời rất là nhiều, mà đi tìm từng comment một mà hàng có hàng nghìn comment của mọi người từ nãy giờ thì đúng là mò kim đáy bể, đúng không ạ? Hùng rất là muốn, nhiều khi không tìm thấy bỏ sót comment của mọi người ấy. Thế nên mọi người muốn chủ động nhất thì mọi người nhắn tin giúp Hùng nhé. Thì đây, đây là mẫu giày Li-Ning ITM081, thuộc giày tầm cao hãng Li-Ning, dòng đế 2017 luôn, Hùng không nói lại nhiều nữa. Đây là dòng đế Hùng rất thích và ưa chuộng nhất từ trước đến giờ. Dĩ nhiên là dòng cao cấp như đôi đầu tiên Hùng giới thiệu Hùng chưa được đi, Hùng chưa biết nào, chắc là nó ngon hơn. Tiếp theo là chất liệu da của nó đây, chất liệu da của nó rất là mềm, với đôi này chất liệu da cực kỳ mềm, nhìn rất là đây, nhìn rất là ngon. Đây còn cái này mọi người có thể giống như kiểu sợi carbon, mọi người có thể nó thấy nó đan xen các ô vuông. Đấy thì nó sẽ rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Đấy, còn đây đây là kết hợp màu cam và đây là lớp, cái này là lưới nhá. Cái lưới dệt và lưới dệt giống như sợi cước, nó rất là bền. Đây là đôi giày đây, nhìn rất là đẹp. Lần trước Hùng đã phải phân vân đôi này với đôi Hùng đang đi để Hùng lựa chọn đấy. Nhưng tại vì đôi này năm trước Hùng đi màu khác rồi, năm trước Hùng đi đôi này màu trắng rồi, nên là thôi năm nay đổi sang mã 0035. Nên là mới quyết định không đi đôi này nữa. Chứ đôi này thì Hùng cực kỳ tự tin bán anh em. Đôi này nó rất là nhẹ em, nhẹ cực kỳ luôn. Nhẹ, êm, chống lật và đi rất là sướng, đi rất là bồng bềnh, đi rất là phê. Đấy thì đôi này là 1.750.000 giảm còn 920.000 anh em. Mẫu này giảm ít hơn một số mẫu kia, giảm còn 920, còn size 40, 41 và 42, mỗi size cũng chỉ có 2-3 đôi thôi. Quà tặng kèm thì lúc nào cũng thế, bất cứ đôi giày nào ở bên Hùng thì tặng kèm hai quần cảm chống chân đặc trị mối tay và chân tuyệt vời dùng độc quyền phân phối và một móc khóa cổ lông lưu niệm bằng kim loại nhá. Anh em nào nhiệt tình thì Hùng có thể tặng thêm một cái băng mồ hôi chặn mồ hôi cổ tay, chặn mồ hôi cổ tay. Nếu anh em nào ra nhiều mồ hôi. 1.750 sẽ còn 920 anh em. Và đôi đấy nó còn một màu nữa. Nó còn một màu nữa, cũng có 3 size như thế. Thì nói chung là tất cả công nghệ mọi thứ nó giống hệt, tất cả mọi thứ nó giống hệt, nhưng đôi này nhìn nó đơn giản hơn. Đôi này chính là đôi mà trước cái đôi 035 Hùng vừa. Đây, đôi này chính là đôi trước đôi này cùng đây đi. Thì nó là màu trắng. Thì đây nhìn rất là đơn giản đấy, rất là nhã nhặn và đẹp. Đôi này mã 081 Hùng bán cực chạy hơn, Hùng phải nhập đến chục lần rồi, cứ nhập lại hết, nhập lại hết. Thì anh em nào nếu mà chưa ưng những mẫu giày trước thì có thể tham khảo mẫu giày này. Đấy, nó chỉ khác ở khác màu sắc thôi. Đấy, mọi người thích sự nhã nhặn đơn giản thì lựa chọn cái này. Cái này kết hợp với quần mặc đi chơi rất là đẹp mọi người. Mình không hiểu sao nhưng đôi giày này đi mà kết hợp với quần bò thì đi chơi rất là đẹp ạ. Đôi này là đôi giày nam nhẹ nhất trong tất cả những đôi giày mà từ nãy đến giờ mình giới thiệu nhé. Ok, còn một đôi giày nữa cũng khá là ngon nhưng mà bây giờ nó chỉ còn size 42 và size 43 thôi. Mẫu giày này thì từ năm 2017. Nhưng mà người chia sẻ mọi người chút là mẫu từ năm 2017 thì đến thời điểm hiện tại cũng có rất thể coi là một mẫu giày tương đối mới và không bao giờ gặp bất cứ vấn đề gì về keo hết. Nhìn đôi giày mọi người rất là nhìn thấy nó, một là nó cực kỳ chắc chắn. Công nghệ đế của con này là công nghệ đế Chenlong TD, có nghĩa là đế rút gọn của cái đôi Chenlong đi, vận động viên cầu lông đơn nam Trung Quốc đấy. Đấy thì nó có các công nghệ đây, mọi người có thể nhìn thấy biểu tượng sao này. Biểu tượng sao 5 sao này là biểu tượng cho cái người mà gọi như cho những cái vận động viên mà cống hiến lớn nhất cho cầu lông Trung Quốc ấy, thì họ sẽ để biểu tượng sao như này. Đó thì đế này là cũng công nghệ cao su non minh kinh hết. Nói chung là công nghệ riêng của Li-Ning này, cao su non minh kinh chống mài mòn. Cái này công nghệ chống lật. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái chỗ này nó hơi bè rộng ra đúng không? Thì nó sẽ giúp cái giày nó, đây nó sẽ thuôn vào. Mọi người có thể thấy nó sẽ thuôn vào phía trong, nó sẽ hơi thuôn vào phía trong như này để giúp cho chúng ta chống lật cực kỳ an toàn. Đấy, và chất liệu của đôi giày này phải nói cực chắc chắn. Trước tiên là cái đế này thì keo mọi người hoàn toàn yên tâm, đây là đế đúc nha mọi người. Đây là công nghệ đế đúc. Đế đúc nên là keo của nó gần như là đẹp mê ly luôn. Đây, túp OS này là công nghệ gì không nhớ à. Công nghệ túp OS này nó sẽ giúp cho cái đôi giày nó sẽ không bị mòn cái má này mấy. Nó sẽ làm nhô cao lên, khi mà chúng ta dê thì nó sẽ dê phần này trước này, nó sẽ không bị mòn má. Cùng với đó đây đây cái miếng nhựa này. Miếng da này rất là dày. Đấy khó bị mài mòn. Miếng da này cực kỳ khó bị mài mòn, rất là dày. Miếng da trơn có thể lau sạch và nó cố định thêm. Đặc biệt đôi giày này chất liệu của nó cực kỳ dày dặn luôn, nó có 3 lớp. Một lớp bên trong, lớp thứ hai là lớp hoa văn, lớp thứ ba là lớp lưới, lớp thứ tư là lớp ngoài này là lớp ép nhiệt. Thì anh em nào mà đi giày mà ngón chân chỗ này hay bị té và hay bị bục hay phanh gấp mà bị bục ở đây thì đôi giày là một lựa chọn tuyệt vời cho mọi người, bởi vì nó gia cố ở chỗ cái điểm này rất là chắc chắn. Gia cố điểm này mọi người rất là dày, cái chất liệu da của nó cực kỳ dày dặn. Mấy cái lưới của nó này, mọi người muốn rách được cái chỉ một lớp lưới này thôi cũng không rách nổi luôn, nó giống như sợi cước vậy đó. Và đây cũng là dòng đế mà dày nhất của hãng Li-Ning nhá, dày nhất. Thế nên là cái thời gian sử dụng của nó, thời gian nó bị mòn sẽ lâu hơn những dòng đế khác, nhưng dĩ nhiên là có lợi thế thì cũng có bất lợi. Chính vì sự dày dặn đó nên khiến cho đôi giày này mọi người mới đi sẽ cảm thấy nặng, mà thực tế là nó nặng hơn những đôi khác và mọi người sẽ cảm thấy hơi cứng một chút, nhưng mà mọi người yên tâm, mọi người đi. Cái này công nghệ chống lật nha anh em nhé. Mọi người có thể nhìn thấy cái đế của nó này, nó làm vòng cả lên trên này, vòng cả lên trên này để nó giữ hai cạnh chân của chúng ta cực kỳ an toàn, giữ hai cạnh cổ chân, thế nên là yên tâm mà không bị lật. Đây là một dòng
đôi giày nó giá gốc của nó cũng là 1.750.000, cũng giảm còn 920, nhưng mà đôi này chỉ còn size 42 và 43 thôi. Nếu anh em nào đi size 42 và 43 thì hãy liên hệ Hùng nha. Hùng biết từ nay đến giờ mọi người xem rất là nhiều mẫu giày và toàn là mẫu ngon, mọi người đắn đo không biết lựa chọn mẫu nào. Mọi người hãy xem kỹ lại những gì mà Hùng giới thiệu, những mẫu giày, tất cả những gì Hùng nói đều là sự thực, đều là cảm nhận của Hùng, đều là những kiến thức mà Hùng hiểu biết về Li-Ning. Hùng cực kỳ hiểu biết về giày Li-Ning. Ở Việt Nam này nếu mà nói về người làm Li-Ning ấy, Hùng nghĩ là chả có ai hiểu hơn về công nghệ về giày cầu lông của Li-Ning nhiều. Hùng tìm hiểu rất là nhiều, phân tích rất là nhiều, Hùng còn phải nhờ người dịch công nghệ từ tiếng Anh sang tiếng Việt để có thể tiếng Anh nhá. Bản có cái tất cả công nghệ của Li-Ning nó đều chuyển tiếng Anh hết, thì Hùng phải dịch nó ra và đọc tìm hiểu thì Hùng mới biết được những điều đó. Không phải dễ dàng để hiểu những đôi giày của Li-Ning đâu, vì nó rất là nhiều công nghệ. Đó, 1.750 là 1.920, còn suy ra size 42, 43 thôi. Nếu em nào đi thì liên hệ Hùng, tại vì nó mỗi mẫu Hùng giới thiệu mọi người nó số lượng ít lắm, nên là anh em nào cần thì liên hệ Hùng ngay. Hello mọi người, mẫu giày tiếp theo mà Hùng giới thiệu đến mọi người thì những lần trước Hùng đã được giới thiệu đến mọi người rồi. Tuy nhiên thì cũng chỉ còn 2 sản phẩm nữa thôi là Hùng giới thiệu lốt cho mọi người. Đây là mẫu giày Li-Ning AIT N019, thuộc giày tầm trung của hãng Li-Ning, giá gốc là 1.250.000, áp dụng dòng đế công nghệ cổ điển của Li-Ning với hai công nghệ là non-banking chống mài, cao su chống mài mòn và công nghệ chống lật. Công nghệ chống lật đấy nó sẽ làm bé này, và cái điểm này nó sẽ bé ra để chúng ta không bị lật cổ chân. Về chất liệu da của nó thì rất là mịn, da của nó rất là mịn và dày dặn. Nó kết hợp các miếng da bóng 3D và lớp lưới cực kỳ mềm mại và thoáng khí. Đôi này Hùng đã giới thiệu với mọi người quá nhiều, Hùng bán nó quá nhiều nhưng bây giờ hết hàng rồi. Với đôi này thì 1.200.000 giảm còn 620.000, tặng kèm hai quần cán chống trơn và một móc khóa. Và đôi này chỉ còn duy nhất size 41 ạ. Nếu mà anh em nào size 41 mà thích đôi này liên hệ Hùng nhá. Nhìn màu đen của nó, màu đen huyền, màu đen đậm, nhìn nó rất là sang, nhìn nó rất là bắt mắt, nhìn nó rất là đẹp và thích hợp với anh em nào mà vừa muốn một đôi giày đi đánh cầu, một đôi giày có thể đi chơi, đúng không? Rất nhiều anh em Hùng mua đôi giày này để đi đánh cầu và cả đi chơi nữa. Thế là lựa chọn rất tuyệt vời. Còn đúng duy nhất hai đôi size 41 thôi nên Hùng tiện giới thiệu mọi người luôn. Đó. Chào, có mẫu gì đây? Ok, và đây là mẫu giày Li-Ning AIT M105 cam, thuộc giày tầm cao của hãng Li-Ning, giá gốc là 499 tệ, nó rơi vào 1.750.000 tiền Việt, cũng đang sale còn 920.000, tặng kèm hai quần cà chống trơn một móc khóa. Đôi giày này Hùng đã giới thiệu mọi người rất là nhiều rồi, và Hùng sẽ giới thiệu lại một chút ạ. Đây là dòng đế của nó, vẫn là dòng đế mà từ nãy giờ Hùng giới thiệu. Tiếp theo là công nghệ của nó. Công nghệ của nó thì nó sử dụng lưới dệt là chính, nên là chúng ta đi sẽ rất mềm mại và thoáng khí. Và tiếp theo nó gia cố thêm một lớp da ở phía bên ngoài thì giúp cho đôi giày đấy, như Hùng cũng giống, nó giống đôi AIT M071 xanh hôm nay, thì nó sẽ gia cố thêm sự chắc chắn xung quanh ở những cái điểm mà phải chịu lực nhiều, khiến cho đôi giày cực kỳ bền và nguy cơ bục gần như là bằng không. Với Yonex, giày Yonex hơn 2 triệu, thậm chí nó không có những công nghệ như này, nó vẫn bị bục bình thường. Nếu những người nào mà chân kiểu bị bè và hay bị phanh gấp, giày Yonex có nhiều trường hợp Hùng biết là bị bục, thì đôi này giá gốc là 1.750.000 giảm còn 920. Tuy nhiên đôi này chỉ còn duy nhất size 43 thôi, tại vì trước Hùng nhập thì có size nhưng mà bây giờ trên thị trường thì không còn nữa rồi. Muốn nhập không có, muốn nhập giá tốt cũng không có, toàn trên 1 triệu hết mọi người, bây giờ không nhập nữa. Nhập vào hơn 1 triệu thì làm sao bán anh em được, đúng không? Thì đôi này chỉ còn size 43 thôi nhá, 43 thôi. Ok, cũng là đôi AITM105 đó, nhưng mà đôi này thì còn size 41 và size 42. 42 còn một đôi, 41 thì còn 3 đôi. Thì nó cũng là mẫu đấy nhưng màu nó khác. Thì anh em thích màu cam nhưng mà màu này cũng là một màu rất là đẹp. Đây màu tím ạ. Màu tím kết hợp màu xanh chuối. Đấy thì nó là đôi vùng giới thiệu tất cả công nghệ thứ giống như thế, cũng là 1.700.000, chưa còn 902, còn size 41 và 42. Đây, 41, 42 mọi người. Về thì ship mọi người tự thanh toán nhé, hàng bên Hùng bán giá cực kỳ tốt, giảm giá cực kỳ sâu rồi. Tối ưu cho anh em là những mẫu giày lựa chọn rất chất lượng. Chất lượng không chỉ mẫu giày mà chất lượng đến từng đôi giày luôn. Ok, và anh em nào lại hỏi Hùng đôi giày hơn 500 nha, thì đây là đôi giày hơn 500. Tuy nhiên màu của nó là màu đỏ hồng mọi người. Màu của nó đỏ hồng, có nghĩa là nó hơi thiên về màu hồng một chút. Thì đôi này là mã là AITN001, giá gốc là 1.400.000, là 399 tệ. Về đôi này thì nó áp dụng dòng đế vẫn là dòng đế cổ điển lâu đời của Li-Ning, với công nghệ non-banking chống mài mòn và công nghệ đế chống lật. Về chất liệu da của nó thì đây là chất liệu da, mọi người có thể nhìn thấy chất liệu da rất là dày dặn và mềm, da này thì có thể dễ dàng lau sạch, kết hợp với các điểm nhấn ở đây nhìn rất là hay bắt mắt, và phía trong là lớp lưới và có những cái này để nó thông thoáng khí. Da của đôi này nhìn cực kỳ phê, nhìn rất là ngon, nhìn rất là chắc chắn và dày dặn. Đôi này giá 1.400.000, sale còn 520. Nếu mà chị em nào, anh em nào mà không quan trọng lắm về màu sắc ấy, thì đây là một lựa chọn rất tuyệt vời cho mọi người, bởi vì nó quá là rẻ luôn. 1.400.000 mà giảm còn 520, xong lại được còn tặng kèm hai quần cán chống trơn và một móc khóa nữa. Nhưng dĩ nhiên không được miễn phí ship luôn anh em nhá. Tất cả mẫu giày Hùng không có miễn phí ship đâu, anh em tự trả ship giúp Hùng nhá. Đã ưu ái đưa ra anh em những mức giá tốt nhất rồi. Bên Hùng bán giày mỗi tháng bán khoảng 300 đôi, nhưng là cái vấn đề mà bớt đi 1-2 đôi không quan trọng, nhưng đừng, mọi người đừng có kỳ kèo mặc cả với Hùng, nó không được đâu, không được đâu, cũng mất thời gian của mọi người thôi, nói thật đấy. Thì đôi này 520 còn size, nếu anh em mà muốn tìm một đôi giày cầy sân bê tông bền, ngon, đẹp, chất lượng, nhầm, bền, ngon, chất lượng, còn đẹp hay không thì có lẽ là anh em chắc cũng không thấy đẹp lắm, bởi vì cái màu này nó cũng hơi hồng hồng.
Nếu anh em nào không nhưng mà đôi này Hùng bán rất là chạy nhá. Cũng chỉ còn 40-41 mấy đôi thôi. Bởi vì mức giá nó rất là tốt và anh em nào mà nó không quá yêu cầu về cái màu sắc ấy thì đây là một lựa chọn tuyệt vời, bởi vì đôi giày này rất là ngon. Cầy sân bê tông đi êm, chống lật, an toàn, rất là sướng. Đó. Thì điểm yếu của đôi giày này cũng chỉ có màu sắc thôi. Còn về chất lượng thì anh em khỏi bàn. Chất lượng và giá thì khỏi bàn rồi. Còn một đôi giày cuối. Mà thực ra còn một đôi giày nữ nữa mà chưa giới thiệu mọi người. Ok. Còn một đôi giày tiếp theo cần giới thiệu với mọi người cũng là dòng đế đó. Dòng đế lâu dài và cổ điển của hãng Liên Minh, về công nghệ non men kinh và công nghệ chống lật. Về chất liệu da thì đôi này chất liệu da nhìn chất không anh em, màu rất là đẹp, nó in hoa văn cực kỳ đẹp luôn. Nhìn hoa văn kiểu công quân đội, đúng theo phong thái phong cách của Lindan. Phong cách của Lindan. Đôi giày này đây, da của nó này. Da của nó rất là mềm và có thể lau sạch được. Đây là các lỗ thông thoáng khí. Đấy, nhìn hoa văn rất là kiểu quân đội luôn. Và đôi giày này tuy là cùng dòng đế nhưng mà đôi giày này nó lại nhẹ hơn với các đôi giày khác trong tầm giá đó. Đôi này thì là 1.250.000, nhưng với sự vẻ đẹp quyến rũ của nó cũng như nó là một mẫu giày tương đối lạ và độc lạ và bán rất là chạy của hãng nên là cái mức giảm giá của nó cũng sẽ thấp hơn những đôi khác. Đôi giày này giá gốc là 1.250.000 sẽ giảm còn 3.730.000, cũng tặng kèm hai quần ngắn chống trơn một móc khóa. Còn Archop 68 treo ở mắt áo, anh không dùng soi kinh đấy. Ok, tại vì sao mà Hùng phải mua 877 đơn giản? Đây anh em, đây là nguyên nhân không dùng làm sao nữa. Đây hôm nọ anh vừa đầu kiếm, hôm nọ con vợt anh vừa đầu kiếm bị gãy nên mới phải mua 77. Thông thường thì Hùng chỉ chơi một cây vợt thôi. Mình chơi hỏng mình mua cây mới. Chơi mình phải chung thủy. Yêu em này nếu mà chia tay thì mới yêu em khác, không lăng nhăng. Đấy thì 1.250.000 giảm còn 730 nhá. Nhưng mà đôi này thì rất là đẹp, nhìn rất là hay và độc. 40, 41, 42 anh em. Mơ Zonex nào sale 5600 không anh? Đặng Hồng Kỳ muốn hỏi giày hay hỏi gì em? Anh nói thẳng với em, giày Zonex ấy, ngoài giày Zonex cao cấp, giày Zonex tầm dưới không bao giờ so sánh được với các hãng khác. Giày Zonex mà bọn em mua khoảng 1 triệu ấy hoặc là 8-900 ấy, cực kỳ chán luôn. Nếu mà mua giày Zonex, đầu tư tiền mua đôi hơn 2 triệu đi thì nó ngon thực sự. Nhưng nếu không có tiền mà vẫn thích đi giày Zonex, mua mấy đôi khoảng 1 triệu Liên Ninh không bằng đôi 5600, 1 triệu Zonex không bằng đôi 5600 của Liên Ninh luôn. Đấy là điều khẳng định của Hùng đấy. Thế nên một là mình chơi hẳn mua ra tiền. Hai, mình muốn giày tầm giá hợp lý chuyển Liên Ninh mua. Không có một hãng giày nào với tầm giá tốt, tầm giá cùng tầm giá mà có thể tốt như Liên Ninh. Đây là khẳng định chắc nịch của Sport Hùng. Không có một hãng giày nào mà cùng tầm giá với Liên Ninh, dĩ nhiên là cùng tầm giá với Hùng nhá. Còn ngoài shop kia bọn nó vẫn bán hơn triệu thì không tính nhá. Tại Hùng chỉ bán những đôi hơn triệu còn khoảng 600-700 thôi. Nhưng mà nếu mà so với mức giá của Hùng mà mức giá trên thị trường các hãng khác thì Liên Ninh là một lựa chọn tốt nhất cho mọi người. Đừng có ham Zonex ạ. Zonex mua giày hơn 2 triệu thì mua mấy đôi vận động viên gì thì mua, còn không thì không nên chơi. Đấy là lời khuyên chân thành cho anh em. Đấy thì bây giờ Hùng kết thúc live stream, mình còn phải đi ăn và kiểm hàng đây. Hôm nay hàng về rất là nhiều, Hùng sợ rằng có thể sẽ trả lời tin nhắn của mọi người đặt mua giày trong quá trình live stream hơi muộn. Thế nên là rất là mong mọi người có thể thông cảm cho Hùng nếu mà Hùng rip mọi người hơi chậm nhá, bởi vì việc rất là nhiều. Hôm qua mấy hôm vừa rồi Hùng phải nghỉ việc để Hùng đi đám cưới anh trai ở trên Yên Bái, nên là cái việc của hai hôm trước rồi lại và cái đống hàng hôm nay nó về rất là nhiều. Thì Hùng phải check size, check mã xem có thiếu gì không, rồi check hóa đơn vân, rất là nhiều việc. Thế nên là nếu có chậm trễ một chút thì rất là mong anh em thông cảm. Có đôi lining nào size 410 Trung Đức Trần vừa mới vào xem live stream đúng không? Vậy thì tí hãy xem lại cái live stream này nhé bạn. Xem lại cái live stream này để lựa chọn cho mình mẫu giày tuyệt vời nhất. Bởi vì là trong live stream này có đến hơn chục mẫu giày có size 41 cho bạn lựa chọn và đều sale trên 40-50% hết. Đây là cơ hội duy nhất dành cho bạn và dành cho tất cả mọi người đang theo dõi được cái live stream này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, nói hơn một tiếng, bây giờ vẫn có hơn 50 người xem cái live stream, mình cảm thấy rất là vui. Và Hùng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng cái kênh YouTube của Hùng cũng như là cái fanpage Sport Hùng Badminton này. Fanpage Facebook cũng là Sport Hùng Badminton và kênh trên YouTube cũng là Sport Hùng Badminton, nơi tổng hợp tất cả những video cầu lông, những giải đấu cầu lông rất là hay của những vận động viên đẳng cấp của cầu lông phong trào cũng như một số giải đấu quốc tế, ví dụ giải Sipucha Hà Nội hoặc các giải đấu chuyên nghiệp trong nước. Và là nơi đây chính là trang live stream mạnh nhất Việt Nam bây giờ, kênh của Hùng. Hùng chuyên đi khắp các tỉnh phía Bắc live stream gần như tất cả các giải đấu nổi bật, những giải đấu hấp dẫn, từ các giải hội làng đến các giải đấu tỉnh, đến các giải đấu phong trào. Những trận cầu hay nhất gửi đến mọi người chỉ có tại kênh YouTube, tại kênh fanpage Sport Hùng Badminton này. Vì vậy đừng có tiếc gì cho một like vào page và đừng quên theo dõi cái fanpage này ở chế độ xem đầu tiên để nhận được thông báo mỗi khi mà Hùng có chương trình khuyến mãi hay mỗi khi Hùng live stream những trận đấu hay có những cái video cầu lông đặc sắc nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu mà mọi người cần mua hàng thì hãy inbox và cho Hùng nha, hãy giúp Hùng làm cái điều đó. Hãy giúp Hùng bằng cách inbox cho Hùng. Như vậy Hùng sẽ có thể hỗ trợ và Hùng có thể xử lý cái tin nhắn tư vấn cho mọi người nhanh hơn và tốt hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp mọi người tại live stream sau của Hùng. Xin chào, hẹn gặp lại. Bình luận viên Sport Hùng, streamer Sport Hùng. Okay, và siêu lơ người bán hàng, người ta gọi là siêu lơ Sport Hùng. Bye bye tất cả mọi người nha. Đây là cơ hội duy nhất và cơ hội này chỉ kéo dài trong một tuần anh em thôi. Thế nên hãy nhanh chóng.